ngọc kê, thần dược, tiền triệu, hàng nhập nước ngoài, tràn lan chợ mạng. Chiếc xe đạp cổ ra đắt bằng căn nhà phố hàng đào. Ông Đào Xuân Tình, quận Long Biên, Hà Nội, sở hữu bộ sưu tập xe đạp cổ nhãn hiệu Peugeot với số lượng hơn 100 chiếc. Những chiếc xe đạp Peugeot của ông Tình có tuổi đời vài chục đến 100 năm và vẫn hoạt động tốt. Xe đạp Peugeot ăn vào tiềm thức của người Hà Nội. Không chỉ có người già muốn sống lại cái thời một chiếc Peugeot có thể đáng giá cả một căn nhà, mà những người trẻ cũng đang bị những chiếc xe đạp đáng tuổi bố mẹ mình làm cho mê mẩn. Gần 20 năm, ông Tình lăn lội khắp các nước châu Âu để tìm kiếm và mua những chiếc xe đạp mà ông ưng ý. Nghe ở đâu có xe đạp Peugeot cổ, nguyên bản, ông lại tìm mua bằng được. Trong bộ sưu tập, có chiếc được khách trả tới 150 triệu đồng nhưng ông Tình vẫn quyết không bán. Bên cạnh đó, trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, ông Công trưng bày, cất giữ hàng trăm xe đạp cổ. Ông Công kể, mới học cấp 2, ông đã biết sửa xe. Năm 1972, ông Công tìm được một chiếc khung xe Pháp, sau đó lắp phụ tùng vào và có một chiếc xe đạp của riêng mình. Một người anh họ hỏi mua, ông bán được 1,6 triệu đồng và dùng một nửa mua được căn nhà nhỏ ở số 6 phố Huế. Nửa còn lại, ông dành dụm mua chiếc xe mới để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Đối với ông Công, xe đạp chỉ trao đổi, đem đi triển lãm hoặc tặng lại cho bạn bè có cùng niềm đam mê chứ không bán. Có những chiếc xe trị giá cả chục, cả trăm triệu đồng, nhưng cũng có chiếc chẳng mang nặng giá trị vật chất mà chứa đựng ý nghĩa về thời gian, văn hóa và cả một thời hoài niệm. Ngọc kê, thần dược, nhập từ nước ngoài lừa dân cuồng Việt. Mấy năm gần đây, ngọc kê đông tảo luôn được nhiều người lùng mua về ăn, bởi đây được cho là món ăn bổ dưỡng, mặc dù có giá khá đắt đỏ, dao động 120.000-150.000 đồng trên lạng, đắt hơn nhiều so với kê gà thông thường chỉ khoảng 50.000-70.000 đồng trên lạng. Song đáng chú ý, thời gian gần đây, loại kê gà đông tảo này được bày bán tràn lan với số lượng lớn, với giá dao động 60.000-70.000 đồng trên 1 kg. Nếu mua nhiều, khách chỉ cần báo trước vài ngày các đầu mối lập tức có hàng ngay, thậm chí lấy càng nhiều sẽ được giá khuyến mại. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc, chuyên đổ buôn ngọc kê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, ngọc kê gà ta xỉn hiện không có nhiều, chứ chưa nói đến kê gà đông tảo thì lấy đâu ra mỗi ngày mấy chục kg bán ra thị trường. Chị cho biết, mỗi con gà trống chỉ có 2 quả kê, mà phải đợi đến khi giết thịt mới có ngọc kê bán. Tuy vậy, phải nuôi mất 2, 3 năm mới phá đàn hoặc nuôi 6 tháng gà trống mới trưởng thành nên lượng ngọc kê là không nhiều, nhất là đối với gà ta, gà đồi xỉn hay gà đông tảo. Chị Ngọc cũng cho biết, các mối quán ăn, nhà hàng, khách sỉ mỗi lần cũng phải mua đến 40-50 kg, kể cả chuyển vào Nam cũng mấy chục cân, lấy số lượng nhiều giá chỉ 250.000-350.000 đồng trên kg, bán ra toàn 60.000-70.000 đồng trên kg, thậm chí vào mùa đông ăn lẩu nhiều có thể lên đến 1,2-1,5 triệu đồng trên 1 kg, lãi gấp 2, gấp 3. Khách thường không phải dân chăn nuôi, rất khó phân biệt kê gà các loại. Như kê gà Nga sau khi ra đông vẫn có những tia máu giống hệt kê gà ta, ăn cũng thơm ngậy, tươi mới như thường. Tương tự, anh Trần Văn Định ở Hưng Yên cũng khẳng định, gà trống đông tảo giết thịt không có nhiều nên lấy đâu ra ngọc kê bán tràn lan trên mạng hay một số đầu mối bán nhiều với giá rẻ, hàng tươi mới như quảng cáo. Lấy tận gốc giá ngọc kê cũng đã lên đến 70.000-900.000 đồng trên kg, dân buôn lấy thế thì làm gì có lãi nên ngọc kê đông tảo mà có nhiều, giá rẻ. Lại tươi mới thì phải xem lại. Như ngọc kê đông lạnh bỏ ra giá đông vẫn nguyên như mới, người mua rất khó nhận biết, không cẩn thận là dính hàng để lâu mấy tháng ngay. Anh Định nói thêm, Thánh Địa, hàng nhái nơi bán áo đi o 60.000 đồng. Mới đây, đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, rất nhiều hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn đã bị thu giữ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 2.670 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như kính mắt giả nhãn hiệu Dior, Chanel, Gucci, đồng hồ giả nhãn hiệu Hublot, quần áo giả nhãn hiệu Jason Dior, Nike, Adidas, Louis Vuitton. Trong đó, đáng chú ý, có tới gần 350 chiếc đồng hồ Hublot, Dior các loại bị thu giữ. Mặt hàng này tại đây được bán theo kg. 1 kg đồng hồ các loại sẽ có giá từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng trên kg. Như vậy, nếu tính ra cái, một chiếc đồng hồ sẽ dao động khoảng vài chục đến dưới 100.000 đồng trên cái, đủ mọi thương hiệu. Trong khi đó, giá trung bình của một đồng hồ mang thương hiệu Hublot chính hãng có giá khoảng 17.000 euro,
đồng hồ Zenith có giá khoảng 8.000 euro và đồng hồ Tech-Heuer có giá khoảng 2,3 nghìn euro. Trong đợt kiểm tra này, đội quản lý thị trường số 14 cũng thu giữ không ít quần áo giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới. Theo tìm hiểu, mỗi sản phẩm quần áo mang thương hiệu áo Christian Dior được chủ cơ sở kinh doanh bán ra với giá từ 60.000 đồng, cao nhất là hơn 100.000 đồng trên sản phẩm. Hồng Vân, tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.